Giờ là mình dọn bàn thờ đúng không? Dạ, Trước giờ anh thờ ở đây hả? mình dọn bàn thờ với Phật qua bên bản, chừng nào xong thì Mình thượng lên. mình thượng lên. Ông nhỏ xíu à? Ủa? Tượng Phật á hả? Dạ. Trời, cho em cầm được không? Được, không sao hết. Anh thờ vậy đó hả? Dạ. Ồ. Nên người ta dọn không có thấy. À, đúng rồi, như em cũng không để ý nữa. Anh nói em tưởng đâu là anh cầm cái bát nhang không. Dạ. Mà mình có lòng thành, có lòng tin là được rồi. Dạ, mình có lòng tốt là nó, Dạ. nếu mà Phật lớn cũng vậy, nếu mà mình có lòng tốt là lúc nào nó cũng tốt, còn nếu mà Phật lớn quá lòng mình không tốt thì nó cũng vô đó, Đúng nó rồi. cũng đâu không có ra hồn vậy đó. Dạ. Nên là ăn thua là tấm lòng mình á, Ăn thua tấm lòng. nên tấm lòng mình tốt là mình đi tới đâu nó cũng tốt vậy đó. Xin chào quý cô chú anh chị. Hôm nay là ngày mùng 3, tức là trước ngày dự kiến khởi công nhà của vợ chồng anh Sơn đầy là một ngày. Thì hôm nay là có những cái khâu chuẩn bị. Đó là mình kêu vật tư nè, mình vận chuyển một số cái thiết bị, dàn giáo, rồi máy trộn hồ, ván. Cũng như là một chút nữa thì nếu như kịp là vật tư sẽ chở đến đây một phần để tiến hành mình cuốn nền. Thì hiện tại hôm nay các chú thợ, các anh thợ thì cũng đang đo đạc căng dây. Đồng thời thì anh Sơn Đầy sáng nay thì cũng dọn dẹp cái phần nền này. Ở đây thì có một số cái cây mai cần phải bứng đi, một số cái cây kiểng, rồi những cái rác rồi đó mình phải dọn đi cho nó trống trải. Rồi, con cháu mày. Thì đây là mình đang đo, mình căng dây đồ nè. Bây giờ thợ cũng đang cần lấy mặt bằng. Lấy mặt bằng anh. Ừ. Đang đo phải không? Giờ cái nhà của em đây thì phải dỡ ra anh, đụng cái nhà cũ luôn anh. Đụng vô nhà tới 1 mét hả? Ồ, vô trong nhà cũ là 1 mét. Giờ phải gỡ ra sao anh? Giờ cũng đâu dỡ trước này, đang lấy làm mực trước rồi mới dỡ sau. Dạ. Thấy rồi Tấn. Thấy chưa? Nè, vô cái chân trong nè. Đây nè, chân bên đây à. Ừ. Cao mặt đất 5 phân. Bắt cả nó rụng hết lá. Trời ơi nó cắn. Ủa tôi tiếng à. Rụng thì con sẽ dưỡng nó lại. Ủa đây. Này là gốc gì hồi xưa vậy anh đại? Lâu rồi nó gốc bàn này lâu quá trời. Bứng cũng đổ mồ hôi vậy nha. Gốc nó cứng quá trời. Tiếng nhà đòi chai xịt kia mà xịt tí cơ. Nó cắn ngứa quá. Hôm bữa ở đến đây để đo với lại thống nhất á, thì anh Đầy lúc đó đang đi làm về giấy tờ á, cho nên là anh Đầy chưa có biết, nhưng mà sáng giờ thì chắc cũng thống nhất lại rồi ha. Thì cái nhà kéo dài từ ngang cái nhà của ba anh Đầy á, kéo dài đến đây thì nó sẽ vướng vào cái nhà cũ, cho nên là mình dỡ cái nhà cũ luôn. Giờ đi ngủ nhà ở nhà cha. Ngủ nhà cha đỡ ha. Dạ. Nhà cha thì cũng nhà lá rồi, cũng nát hết trơn rồi, nhưng mà thôi mình tạm thời thì mình ở bên đó đi ha. Dạ, tạm thời nhà bên kia đi. Rồi mình dọn đồ bên đây đi. Hôm bữa thì cha của anh Đầy cũng có thống nhất á là cái giếng này nè, mình không có sử dụng nữa đúng không? Dạ không. Thì mình lắp luôn. Mình lắp luôn à. Lắp cho nó bằng luôn. Dạ. Mình lắp cái giếng luôn để dễ làm á. Cái nhà này hôm nay chắc dỡ luôn chứ hả? Dạ hôm nay dỡ luôn. Đặng kịp mai khởi công. Dạ, mình nhà hàng xóm nó gần gần ta phụ á. Dạ. Thì trưa nay lắp xong luôn á. Trưa nay mình để xuống hết trơn luôn. Dạ. Giờ chắc lu bu rồi, đâu có đi làm gì được phải không? Sáng giờ có đi làm gì không? Dạ, đâu có đi được đâu, tại vì người ta mấy ông thợ lại là kêu dọn rồi ấy đi, rồi vừa bất ngờ cái làm hồi sớm bây giờ không xong luôn á, nên là đâu có được, không có được đi đâu hết rồi. Thôi cố gắng đi. Nhà của mình thì mình góp tay vô mình làm. Dạ. Lặt vặt gì đó. Dạ. Xuống á. Chưa có. Nếu như mà không thi công nhà là anh Đầy sáng nay là sẽ đi làm nè. Dạ, dạ đi đi tính đi đạo đúng không, mà người ta kêu phụ làm gấp á nên phụ. Đi đào đuông nè, hoặc là đi lượm mù u nè, hoặc là đi mò cua bắt ốc cùng với vợ để bữa nay phải chăm lo cho gia đình. Bữa nay phải phụ cho rồi đặng cho người ta kịp làm á. Dạ. Mình muốn đi đâu thì mình đi. Kiến quá trời. Anh Tơ thấy anh Đầy là
chăm chỉ ha. Hồi trước giờ là ảnh lo đi làm không à. Đây là ở bên trong căn nhà của anh Sơn Đầy nè quý cô chú anh chị. Thì giường cũng đã dọn ra rồi. Thì khi mà mình bung những cái lá này ra thì mình sẽ thấy là nó cũng mục nát hết trơn rồi. Nó như cái cánh cửa là nó cũng... Cánh cửa muốn hư rồi đó hả chị? Nó hư luôn rồi chứ gì nữa. Đây kìa. Vậy là tới đây luôn hả chú? Tới đây đúng không? À tới đó hả? Kéo dài từ mặt tiền xuống đây là 13 mét ha. Chiều dài nhà là 13 mét, chiều ngang là 4 mét. Diện tích là 52 mét vuông. Dạ, diện tích là 52 mét. Ủa rồi mình căng xuống tới đây là cái gì? Để mình đấy mình ấy là căng dây thôi chứ cái nửa cái cột là nó nằm ấy, cái cột cuối cùng là nó nằm cái này. Cái cột ngay đây ha. Là tưởng mình để cái da rộng ra đặng mình căng dây ra mình đào cái móng nó là cái dướng thôi. Dạ. Chứ hả mình làm đó thì nó đào móng nó dướng thì nó sụp mấy cái cây này mất mực của mình. Dạ dạ. Thì tới đó mình cắm cây cột ở đó thì nó sẽ lấn vào cái nhà cũ nào quý cô chú anh chị, cho nên là mình sẽ dỡ cái nhà này luôn. Dỡ luôn, dỡ. Dạ dạ dỡ. Cố gắng lo bằng ăn nha. Để nó lấy cái gì ra hết. Dạ. Mới dỡ được. Thì vợ chồng con cái anh Đầy là qua nhà của ba ngủ đỡ. Dạ. Ngủ nhà ba đỡ. Giờ là mình dọn bàn thờ đúng không? Dạ. Trước giờ anh thờ ở đây hả? Mình dọn bàn thờ với Phật qua bên bản, chừng nào xong thì mình thượng lên. Mình thượng lên. Dạ. Mình thượng ổng lên. À. Ổng nhỏ xíu à. Ủa? Tượng Phật á hả? Dạ. Trời. Cho em cầm được không? Được, không sao hết. Anh thờ vậy đó hả? Dạ. Nên người ta dọn có thấy. À, đúng rồi, như em cũng không để ý nữa. Anh nói em tưởng đâu là anh cầm cái bát nhang không. Dạ. À, vậy là anh thờ Phật nhưng mà Phật tí hon vậy nè. Đó. Tượng... Nè, anh cầm mà em không thấy luôn á anh Tư. Nè. Ông Phật bự vậy đó hả? Thịnh nó lâu gì vậy? Thịnh hồi đó đi chùa ông... anh em tu á, rồi xin mình xin thôi chứ mình mua không có đủ. Ông Phật nhỏ mà anh em mình lấy nét không được luôn à. Có tiền đâu mà bại vàng vô đeo làm như chuyện đeo. Trời ơi, thờ Phật gọn quá à. Mà mình có lòng thành, có lòng tin là được rồi. Dạ, mình có lòng tốt là nó. Dạ. Nếu mà Phật lớn cũng vậy à, nếu mà mình có lòng tốt là lúc nào nó cũng tốt. Còn nếu mà Phật lớn quá, lòng mình không tốt thì nó cũng vô đó. Đúng rồi. Nó cũng đâu không có ra hồn vậy. Dạ. Nên là ăn thua là tấm lòng mình á. Ăn thua tấm lòng. Ừ. Nên là tấm lòng mình tốt là mình đi tới đâu nó cũng tốt vậy đó. Đúng rồi. Anh Đầy có những cái suy nghĩ hay và nó cũng đúng với chánh pháp của nhà Phật ha. Dạ. Mình tin tưởng Phật mà. Thì quay trở lại với chuyện làm nhà đó là mình có bàn bạc thì cái mặt tiền phía trước á nó sẽ ngang với lại cái căn nhà của ba anh Đầy. Dạ. Thì cái đó là anh Đầy có thể chia sẻ là do cái phong tục ở đây nó như vậy, tức là mình không có được làm nhà cao hơn ba mình hay là như thế nào hả anh? Dạ, tất nhiên là mình không được làm cao, sợ giống như ông bà hồi xưa nói là mình cao hơn ông bà quá thì nó không được. Giống như ông Lục á, ông ngồi tụng kinh ở trên mình phải ngồi ở dưới mình lại á, nên là nó mình đâu có ngồi ở trên bằng ổng được đâu. Ví dụ là như vậy. Dạ. Đó, mình không có ngồi bằng ổng được á, nên người ta tu vậy đó. Dạ. Tất nhiên là ông bà cha mẹ mình cũng giống như vậy thôi. Cho nên bây giờ mình làm cái mặt tiền phía trước là ngang với cái nhà của ba. Dạ, đúng không? Dạ, ít nhất là ngang chứ. Dạ. Mình cũng không có nhích lên cao hơn. Dạ. Mà là mình ngang đúng không? Dạ, cũng với không có xuống hơn nữa. Nếu mà mình thấp hơn thì ổng đè mình. À. Đè mình là mình lên không nổi, giống như là làm ăn không nổi á với ổng á. Ổng đè mình. Còn nếu mà bằng mặt bên mình như là mặt bên đây mặt dưới thì mình nằm mặt dưới nhưng mà phải bằng ổng. À, rồi ngoài ra thì ở dân tộc Khmer của mình khi mà cất nhà thì còn những cái điều lưu ý hay là kiêng kỵ hay là gì nữa không anh? À, có người thì người ta cũng có kiêng kỵ. Ừ. Mà cũng có người thì người ta tùy theo tấm lòng, nhưng mà tấm lòng người ta tốt người ta không cần kiêng kỵ. Tuy nhiên người ta nghĩ là người ta tốt nó sẽ gặp điều tốt, nhưng mà chừng nào nó cũng tốt vậy đó. Ừ. Có người thì người ta không có nghĩ cái chuyện tấm lòng gì á, người ta sẽ đi coi ngài, rồi có khi người ta kỵ. Ừ. Cái chỗ là... đó là người ta có tiền. À. Người ta phải lo kiêng kỵ, còn như mình khổ hồi xưa giờ rồi ha, được giúp như vậy là mình em, rồi. Em mừng rồi, em không cần coi ngày coi gì hết phải không, là được. Dạ. Nhà mới thôi phải không? Dạ. Không có gì đoan, không có gì máy tính phải không? Dạ, không có gì đoan. Ừ. Tính nếu mà ngày nào nó cũng tốt hết trơn à. Ừ, nếu mà mình có căn nhà đó. Dạ, nếu mà thợ làm thì mình phụ được gì mình phụ thợ nha. Dạ, cố gắng phụ với mình.
mình tranh thủ mình phụ rồi mình đi kiếm sống chút rồi tới giờ về mình rảnh thì mình phụ thôi. Dạ. Chứ còn mình ở nhà mỗi ngày nó cũng... không có tiền xài phải không? Dạ, đúng rồi. Có ăn á. Thì rảnh thì mình đi làm bây giờ trong thời gian làm phụ được mình phụ. Thời gian mình rảnh thì mình phụ, còn thời gian mình đi đào đuôn hay là mình lượm mộ gì đó thì mình đi buổi sáng đi, buổi trưa mình về mình phục vụ thợ gì đó, mình làm chút đỉnh gì đó. Anh đầy lắm, cố gắng đi làm suốt ngày vậy đó hả? Dạ. Dạ. Thì giờ cũng tranh thủ mình dọn ha. Dạ. Dọn bàn thờ, dọn còn tủ luôn nè ha. Dạ. Đó, rồi cái tiến hành mình dỡ cái nhà này luôn. Dạ. Trưa nay là chắc xong á. Trưa nay là chiều xong. Chiều quá, chiều xong. Chiều là anh hai người gần cái càng sớm ta lại ta phụ á. Ừ. Dạ. Dạ. Còn chính quyền ta cũng kêu trưa nay 2 giờ là cho vợ đi họp nữa. À. Dạ, đi họp rồi. Họp về cái gì anh? Ta cho gạo với cho nước tương rồi đó. Rồi giờ bàn thờ này dọn xuống rồi giờ đưa đi đâu đỡ đây? Đưa đi để vợ về lên bàn thờ lớn. Dạ, chị. Tức mỏi. Cái bàn thờ của nhà anh đây cũng rất là đơn giản nha, chỉ có một cái tấm vải đỏ nè, rồi một cái bức tượng Phật xíu xiu vậy nè, với nhang thôi à. Nhà ba mẹ anh đây ha. Dạ, nhà ba mẹ. Giờ anh nhà cha nên là ổng cũng nghèo, ổng khổ nên là ổng không có gì giúp mình đâu, nên là mà tự mình xử từ hồi mới. Từ hồi mới thanh niên tới giờ là tự mình lo, tự mình ấy, tự mình lên thôi chứ ông bà cũng nghèo, không có lo gì được cho mình đâu. Dạ. Chỉ là chỗ ở thôi. Dạ. Nên là mình cũng lớn lên, mình đã biết nghèo rồi nên là mình biết ổng nên mình không có trách gì ổng đâu. Vì cha mẹ mà, cái gì nó cũng cha mẹ là trên hết rồi. Ừ. Thì sợ nhắc đến mẹ thì anh đầy lại khóc, nhưng mà... Quý cô chú anh chị có thể thấy thì ở đây có bàn thờ, thì đây là bàn thờ mẹ ha. Dạ, thờ mẹ mặc áo đỏ đó, mẹ đó. Mẹ đó ha. Thương, hồi bà còn sống bà thương em lắm. Ừ. Anh đây để đỡ bát nhang lên đó nè, rồi thượng cái tượng Phật. Tượng Phật xíu à. Thực sự anh đầy thượng đỡ cái tượng Phật lên đây mà em nhìn em không thấy luôn á. Tại vì cái tượng Phật rất là nhỏ, lần đầu tiên mà em thấy cái thờ nhỏ xíu như vậy. Cũng khá là lạ. Giờ mình đốt cây nhang ha. Giờ ngày tạm thời thì ngày an vị ở đây đi ha. Mình nói với ổng tiếng để... Dạ. Anh đầy có thường đi chùa không? Cũng cho vợ đi hoài, mỗi như là... tới ngày vậy á. Dạ. Đi chùa sẽ có ngày, như là ngày mình đi vậy á. Vừa đi cho mẹ ăn cơm ở chùa, ví dụ như bà qua đời rồi bà sẽ ở chùa á. Dạ. Đối với cộng đồng bà con dân tộc Khmer thì chùa chiền đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng và tâm linh luôn. Gần như tất cả những cái hoạt động sinh hoạt thì đều diễn ra ở chùa. Nè. Đó dạ. Như là bây giờ mình làm đám cho bả rồi mình đem xương bả là gửi ở chùa cho sư cả coi, như là trong chừng như là bả sẽ có ngày người ta lên chùa đặng như là người ta đi làm phước, người ta cho ăn này nọ đó, nên nếu mà mình con cháu mình không đi á thì bả sẽ nhịn đói, còn mình con cháu tới ngày người ta thả bả mình phải đi. Ví dụ như có bún đầy đủ đồ dân tộc Khmer là phải có đầy đủ, như là bún cơm rồi bánh này nọ, tại vì mình không biết bả là sẽ ra thành cái gì đó. Dạ. Có nhiều khi thành má, thành như là cái gì con gì mỏ dài hay là gì đó, mình không hiểu được cái chuyện đó thì tâm linh. Dạ, nên là mình không được. Dạ. Đó, hồi đó là em ở bệnh viện Chợ Rẫy với bả là 2 tháng. Là một mình em đi trong đó. Tại vì anh hai trong không có được, có dạ cha thì cũng đi không có được, thì cha mẹ thì bằng tuổi, từ hồi xưa cha mẹ hồi xưa bả nghèo rồi nên là rất tới mình vẫn còn nghèo, mình đâu có đi khá hơn bả được nổi. Chỉ là cái đường đó là làm ăn theo đường đó thôi, nên là càng tệ xuống vậy đó. Nên là
mình đâu có lợi cha mẹ mình nổi, nên là nó phải nghèo xuống. Cha mẹ không có vốn để giúp cho con á, cha mẹ khổ rồi, khổ theo luôn. Nên là rớt xuống luôn á, chứ mình đâu có biết làm ăn gì hơn người ta. Không có ruộng đất người kia hết, cứ đi làm thuê, làm mướn. Nhưng mà ông bà mình cũng có câu không ai nghèo ba họ, mai khó ba đời hết á. Thì biết đâu hôm nay được quý cô chú anh chị ủng hộ cái nhà này đúng không? Thì cái anh đầy có an cư rồi thì mình sẽ lạc nghiệp. Mình bắt đầu mình đi làm, mình không có cần phải lo là mình phải sửa căn nhà lại nữa. Cho nên là nhiều khi mình đi làm tâm thế nó vững vàng hơn, rồi các anh đi làm được kiếm được nhiều đồng ra đồng vô hơn. Từ từ mình cải thiện cuộc sống của mình. Chắc nó sẽ có khác, tại vì mình bớt lo rất là nhiều. Đúng rồi, mình bớt lo ở nhà là nó sẽ có khác. Nên là mình sẽ cố gắng làm thêm nữa. Thì cố gắng hơn nữa nghe. Với lại ngoài ra thì cũng thực sự thì cái tương lai của thế hệ sau nó cũng quan trọng. Ví dụ như khi cái nhà đã đủ duyên hình thành á, mà có đủ duyên nữa quý cô chú anh chị biết đến hoàn cảnh của mình mà có thể hỗ trợ được hai bé đi học á, nên cố gắng vận động khuyên cho tụi nó là phải đi học. Có cái con chữ mình mới thay đổi được cái thế hệ sau này. Đúng không? Chứ để nó không nó khổ như cha mẹ ông bà nó nữa. Thì cái đó thì hy vọng rằng cũng đủ duyên cho mấy bé đến trường. Chứ giờ thì nghỉ hết trơn rồi. Đó, đó em nhờ cha, nhờ nhà cha ngủ ở đây nè. Đó, hai vợ chồng đang dọn lại nè. Vợ chồng anh đây giờ ngủ tạm đây hen. Đem giường qua đây ngủ thôi cũng được. Trời, cái nhà sao coi kìa. Đây nếu mà này nếu mà mưa là em lấy cái bạt em che lại đó là ngủ không được đó. Đó là sự thật, tại vì anh thấy cái đất là anh hiểu rồi. Là nước nhiễu xuống nó lụng á. Nước nó xuống làm xoáy đất á, xoáy mòn cái đất. Em thì nhiều khi em là người Khmer nên là em nghĩ gì em nói cái đó à. Chứ có điều gì sai thì có bắt tội em là sai thì chửi. Tại vì nhiều khi em nghĩ cái gì em nói cái đó, em biết nhiều khi cũng có sai sai á. Nấu ăn cái này phải không? Cái này lấy cục gạch kê làm chỗ nấu ăn. Ủa hai bé này đâu rồi anh đây? Hai bé đi vòng vòng nhà ở ngoài. Mình cố gắng đi khoảng 4 tầng 5 tầng là xong rồi. Giờ thì ngủ tạm ở đây ha, nấu ăn ngoài sau ha. Ở chung với nhà ba tuy là cũng dột nát hết rồi nhưng mà mình tá túc tạm. Ở ngoài cái nền nhà này thì vẫn còn một số cái này mình phải dọn nè. Nhưng mà cái này mình phải khiêng ra nữa nè. Theo một số cái phong tục địa phương á, theo những cái văn hóa của địa phương á thì mình có hỏi ý kiến của ba của anh đầy. Với lại anh đầy thì cũng đã có thống nhất đó là cái nhà sẽ ngang với lại cái nhà cũ của ba anh đầy nè. Đó, cho nên đó là mình sẽ căng dây ở cái mặt tiền phía trước đó là bằng như thế này luôn. Và theo như nhân được biết thì thường là sẽ ít nhất là bằng hoặc là thấp hơn chứ không được cao hơn cái nhà của ba như thế này. Đó, thì bây giờ thì mình căng dây cho kỹ rồi mình tiến hành. Đây là anh Minh Tơ TV nè, thì anh cũng từng xây rất là nhiều nhà tiền chế rồi, anh cũng là dân địa phương. Thì mấy anh em cùng nhau để sát sao để hoàn thiện cái công trình này. Tại vì trước giờ nhân không có đứng trực tiếp để xây nhà, cho nên là nhờ anh Tơ. Kênh của nhân chứng. Thì anh sẽ phụ em xây cái ngôi nhà của em đầy đầu tiên ha. Có gì nhờ anh Tơ góp ý đồ thêm ha.